đoạn ác tu thiện lão thật niệm phật quyết định sanh về nước phật đây là đem cảnh giới tu học của chúng ta nâng lên cao hơn không phải là nâng cấp thông thường mà là một nâng cấp vượt trội hơn bình thường thế nhưng các vị phải ghi nhớ tuyệt đối không phải nói mỗi ngày chúng ta niệm phật thì có thể giảng sanh pháp môn này tuy là nói dễ hành dễ hành là so sánh với các pháp môn khác nó dễ hơn so với các pháp môn khác tuyệt nhiên không phải ở ngay trong tưởng tượng của chúng ta dễ dàng đến như vậy vậy phải niệm thế nào mới có thể giảng sanh người xưa thường hay dạy bảo chúng ta một niệm tương ưng một niệm phật niệm niệm tương ưng niệm, niệm niệm phật bạn phải niệm được tương ưng tương ưng ở đâu vậy mức độ thấp nhất phải tương ưng với phước thứ nhất trong tam phước cũng chính là nói hiếu thân tôn sư thập thiện nghiệp mỗi câu phật hiệu đều tương ưng với ở đây có thể tương ưng với bốn câu này như vậy mới có thể giảng sanh nếu như chỉ niệm phật Tâm hạnh thì còn bất thiện Thân còn tạo sát đạo dâm Miệng còn vọng ngữ Nói hai lời Nói theo dệt Nói lời ác Trong tâm còn có tham sân si mạng Như vậy thì Một ngày niệm mười giảng danh Phật hiệu Cũng không thể giảng sanh Bạn muốn hỏi gì sao? Ở trên kinh Phật thường tương tận nói với bạn Thế giới Tây Phương cực lạc là chư thượng thiện nhân tụ hội nhất xứ tuy là bạn niệm phật niệm được rất nhiều tâm hạnh của bạn đều bất thiện không thể tương ưng với thế giới tây phương cực lạc chính là bạn niệm phật hiểu đó không có tương ưng thế giới cực lạc thuần thiện không ác cho nên chúng ta chính mình cần phải bồi dưỡng chính mình tâm thuần thiện hành vi thuần thiện nhất định không có chút gì tổn hại đến người khác tổn hại tất cả chúng sanh con mũi con kiến chúng ta cũng đều không có ý niệm tổn hại chúng như vậy thì mới có thể tương ưng trên kinh nói rất hay chỉ sợ người tụng kinh chúng ta đại khái qua loa xem thường cho nên người niệm phật mỗi câu phật hiệu thức tỉnh chúng ta phải hiếu thân tôn sư phải tu mười thiện người niệm phật như vậy thì giáng sanh thế giới tây phương cực lạc sanh cõi phàm thánh đồng cư độ nếu như có thể đem cảnh giới của chính mình nâng lên cao thêm một bậc vậy phải làm cho được điều thứ hai của tam phước là thọ trị tam quy cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi Nội dung ba câu này sâu rộng vô tận Thọ trì tam quy Cái gì gọi là tam quy Đối với người với diệt giới vật Đối với thế gian Pháp Đối với xuất thế gian Pháp Giác mà không mê Vậy thì gọi là quy y Phật Chánh mà không tà Gọi là quy y Pháp Tỉnh mà không nhiễm Gọi là quy y tăng Hay nói cách khác Đối với người giới diệt giới vật Đối với thế gian Đối với xuất thế gian Đều phải dùng giác chánh tịnh Quyết định không có mê tà nhiễm Như vậy niệm Phật mới có thể sanh Cõi phương tiện hữu dư Lại nâng thêm một bậc nữa Đó là Đại Thừa Học A-di-đà Phật Pháp Tâm Bồ Đề Phát tâm Bồ Đề là như thế nào? 48 nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ Chúng ta đã đọc qua rồi 48 nguyện của a di Đà Phật Chúng ta phải phát ra đại nguyện Giống như a di Đà Phật vậy Không phải mỗi ngày Tụng lời nguyện của Ngài Mà phải biến nguyện của Ngài Thành nguyện của chính mình Như vậy mà niệm Phật giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạc sẽ sanh cõi thật báo trang nghiêm thường tịch quan tịnh độ bạn xem ở trên kinh phật rõ ràng tường tận cẩn thận thấu đáo dạy bảo chúng ta chúng ta phải hiểu nhất định phải làm cho được mức độ thấp nhất phải làm tốt được mười thiện phải đoạn mười ác phải tu mười thiện thì cõi đồng cư độ của thế giới cực lạc Chúng ta mới có phần Nếu không thì bạn sẽ sai lầm Nếu lần này sai rồi Thì thật vô cùng đáng tiếc Không biết sanh đến nơi nào Một kiếp nào bạn mới có thể gặp được duyên phận như thế này nữa Cái cơ duyên này Người xưa nói là Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp vì sao tu hành gian nan đến như vậy? Lúc trước khi chúng tôi đang cầu học Lão sư thường hay nói Thời gian quân tập của chúng ta không đủ Lời nói này chúng ta càng nghĩ càng có đạo lý Thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật Những người học trò của Ngài Vì sao mỗi mỗi đều thành tựu Có gì khác hơn chúng ta Mỗi ngày huân tập Mỗi ngày nghe thích Camoni Phật giảng kinh Phật giảng kinh 49 năm Trong số học trò có rất nhiều người Trong 49 năm không xót một thời nào Thì làm sao họ không thành tựu chứ Đương nhiên sẽ thành tựu Chúng ta sanh vào thời đại này Cơ hội nghe kinh quá ít Thỉnh thoảng nghe được một lần Nên gọi là Một ngày ấm lên Mười ngày lạnh đi cho dù ngày ngày nghe kinh ngày ngày nghe cũng không được mỗi ngày nghe hai giờ đồng hồ một ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ hai giờ đồng hồ nghe kinh phật hai mươi hai giờ còn lại khởi phiền não thì làm sao có được thành tựu chứ vì sao chúng ta mới hiểu được năm xưa thế tôn còn tại thế mỗi ngày giảng kinh tám giờ đồng hồ dạy người niệm phật Ngồi tham thiền 8 giờ đồng hồ Một ngày làm hết 16 giờ đồng hồ Mỗi ngày làm thì thành công Đạo lý chính ngay chỗ này Như vậy chúng ta Mới đem tu học của chính mình Tìm ra được chướng ngại Không thể thành tựu Cô ngộ thiện ở đây Các vị đều quen biết Khi cô đến ở trên núi tôi quên bà tôi nghe nói mỗi ngày cô nghe kinh sáu giờ đồng hồ sớm tối lại phật ba trăm lạy khi làm việc thì học kinh vô lượng thọ cho nên cô có được chút thành tựu hiện nay lần này tôi đến xem thử cô đã bị lui sụt rồi vì sao vậy mỗi ngày nghe kinh không còn sáu giờ đồng hồ nữa một ngày không làm thì thói lui ba ngày không làm thì không còn như trước nữa Mỗi ngày phải làm Mỗi ngày phải giữ gìn Giữ chặt không rời Một môn thâm nhập Như vậy mới có thể thành tựu trong đời này A-di-đà Phật Cẩn trích từ bài Pháp Đại Đạo Bồ Đề Không tiếng ác lùi Do Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Chủ Giảng